quý khán giả, năm 2022, dù còn nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của người dân. Song với sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, sát với cơ sở của huyện ủy Cờ Đỏ, sự quản lý điều hành có hiệu quả của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nên các chỉ tiêu trên các lĩnh vực đạt và vượt so với nghị quyết đề ra năm 2022. Cờ Đỏ xác định phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp tập trung, bền vững, trong đó tập trung xây dựng các mô hình sản xuất cho năng suất và chất lượng cao. Để đạt được mục tiêu đó, các địa phương trong huyện vận dụng hiệu quả các chính sách khuyến khích, ưu đãi, tạo điều kiện để hợp tác xã phát triển phù hợp với thực tiễn. So với những năm trước, khi chúng ta chưa chuyển đổi, thì cái điều kiện phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn mang lại cái thu nhập rất là cao. Xác định đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế. Những năm qua, hàng ngàn lao động ở Cờ Đỏ được tham gia các khóa đào tạo nghề. Thông qua các khóa học, người dân nơi đây đã được nâng cao kiến thức để phát triển sản xuất hoặc tìm được công ăn việc làm có nguồn thu nhập ổn định. Đào tạo nghề này gắn với nông dân trực tiếp sản xuất. Cái thứ hai đó là đào tạo nghề đối với những đối tượng là tổ hợp tác, rồi là hợp tác xã, rồi làm chi hội nghề nghiệp. Do vậy nó mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực. Cụ thể hiện nay là một số cái nghề như kỹ thuật trồng cây ăn trái thì người dân mạnh dạn để trực tiếp sản xuất. Kinh tế huyện phục hồi và phát triển, trong đó tổng diện tích gieo trồng, sản lượng lúa, rau màu, thủy sản đều vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 123% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 110,68% kế hoạch. Năm 2022, hệ thống chính trị và nhân dân huyện Cờ Đỏ thực hiện đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết huyện ủy đề ra. Nổi bật đó là thu ngân sách thì đạt vượt trên 140% so với dự toán năm. Về giải ngân vốn xây dựng cơ bản thì đạt là trên 98%. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội thì cũng đã là triển khai và thực hiện hoàn thành 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Về lĩnh vực là xây dựng xã nông thôn mới với xây dựng đô thị thì huyện cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu là xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, với nhiều nhiệm vụ đặt ra có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi tiến độ nhanh. Nhìn lại những kết quả và cách thức Cờ Đỏ vào cuộc vừa qua, có thể khẳng định huyện ngoại thành này đang đi đúng hướng. Các khâu đột phá sẽ tiếp tục đem lại những chuyển biến mới trong thời gian tới.